Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 320 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ tại Ba La Lục Đạo Giới, một con ma điểu khổng lồ giang cánh phi hành. Lưng của con phi điểu này vô cùng rộng lớn, giống như cả một tòa đại lục vậy. Ở trên đấy thậm chí còn xây cả nghìn cung vạn điện, nguy nga tráng lệ. Trong trùng trùng cung các, Tư Mệnh đang ngồi nghiêm trang. Hai bên là trăm vị cường giả cổ xưa, hình dung già nua đều đã là lão giả. Họ là thượng cổ chư đế được Tư Mệnh dùng lục đạo thiên luân tìm thấy. Tư Mệnh hiển lộ phục khi chân thân, nhiệt tình mời họ xuất thân tương trợ. Có một số vị từ chối, nhưng cũng có người hoài niệm thời thượng cổ nên đã đồng ý. Những vị thượng cổ đại đế này thực lực cường đại, chỉ vì thời đại địa kỷ kết thúc, Phục Môn Đạo Tôn mạnh nhất đã không còn. Họ quần long vô thủ, buộc phải ẩn mình, tránh bị Thái Cổ Thần Vương bắt được mà nuốt chửng. Giờ họ đã già, không ra ngoài nữa thì đúng là có nghĩa không đi nổi nữa rồi. Chỉ có 105 vị đạo hữu tới thôi sao? Một vị đại đế ánh mắt giả nua nhìn quanh thở dài nói. Đạo tôn năm đó để lại chúng ta đạo hữu 2.800 vị, giờ chỉ còn lại hơn 100 vị đạo hữu thôi hay sao? Tư Mệnh lắc đầu lên tiếng. Hiện nay còn có 7.000 đế tinh, trong đó có 1.200 đế tinh đại diện cho thượng cổ chư đế. Thượng cổ đại đế xuất hiện nay chưa tới một phần. Đế tinh mà nàng ta nói không phải là tử vi đế tinh, mà là những ngôi sao đại diện cho khí vận của các vị đại đế. Tử vi đế tinh chỉ có một, chính là ngôi sao phía dưới thiên đình, mà đế tinh được sinh ra vì đế được sinh ra. Tư Mệnh vung tay áo, vô số tinh quang hiện lên, trong đó đế tinh là sáng nhất, còn tướng tinh thì thua kém hơn rất nhiều. Vô số ngôi sao lấp lánh xuất hiện ở giữa chư đế. Chư đế nhìn thì thấy giữa vô số đế tinh sáng chói có hơn 1.200 đế tinh đã tối lại. Đó có lẽ chính là đế tinh của thượng cổ đại đế. Thượng cổ đại đế cơ bản đều đã già, không còn bao nhiêu thọ nguyên nữa, vì thế đế tinh của họ không sáng được như đế tinh mới xuất hiện. Bỏ đi đám xương giả chúng ta, còn có hơn 5.000 đế tinh đang xuất hiện, đúng là thịnh thế thần kỳ. Một vị đại đế trầm ngâm nói. Lẽ nào Mục Tiên Thiên lại có dấu hiệu là hùng chủ nên trời giáng thịnh thế hay sao? Một vị đại đế khác thì lắc lắc đầu nói. Đây không phải là thịnh thế mà là kiếp nạn kìa. Sau khi đại hưng, thịnh cực nhi suy, tất có đại nạn. Chứ vị đạo huynh đừng quên, đế tinh thời đại Phục Môn Đạo Tôn nhiều tới mức nào. Trận đại kiếp đó vô cùng thảm khốc, hơn 5.000 đế tinh mới nổi này thì có bao nhiêu sẽ sống sót được đây? Chư đế nghe vậy đều trầm mặc. Đạo tôn thịnh thế, chư đế tinh quang chớ lòa, nhưng một trận đại kiếp tới cũng tanh tưởi, khiến cho chư đế phải run rẩy. Cuối cùng vô số sinh linh bị hủy diệt, thịnh thế tàn trong một ngày. Tư Mệnh lúc này cười nói. Xin chư vị tiền bối yên tâm, lần này chúng ta khởi nghĩa từ giữa lên trên, bình định 3.000 lục đạo giới, công phá vũ trụ cổ, huyết tẩy tiên thiên thần ma. Chỉ cần đánh ra tiên tuổi là có thể khiến cho nhiều thượng cổ đại đế khác tới giúp thôi. Trừ vị tiền bối nghĩ sẽ còn những đại đế nào chắc chắn sẽ tới trợ trận nữa đây. Một vị nữ đế run rẩy nói. Ta đang mời Tiêu Dao, Trí Tuệ Nhị Đế. Các đại đế khác nghe thế gật gù. Phải mời cho được họ, có họ tương trợ thì mới có nhiều đạo hữu nữa tới kìa. Tư Mệnh ngạc nhiên hỏi. Tiêu Dao, Trí Tuệ Nhị Đế có những bản lĩnh gì vậy? Tiêu Dao Đế và Trí Tuệ Đế đều là trí tuệ thành đạo. Tiêu Dao Đế viết 3 bộ thiên thư là nhân quả, khí vận và lục đạo. Trí Tuệ Đế chủ trì xây dựng lục đạo thiên luân, tìm được họ xuất sơn chắc có thể 100% thắng trận được rồi. Tư Mệnh nghe vậy động tâm, liền nhướng mày nói. Chỉ là hai vị đế này còn sống hay không thôi? Nếu còn thì họ ẩn mình ở đâu đây? Vị nữ đế kia tiếp tục nói. Phục khí, hai vị đạo huynh này bản lĩnh phi phàm, đều tinh thông lục đạo. Năm đó đạo tôn muốn luyện chế trọng khí thống trị thiên hạ,
lệnh cho Trí Tuệ Đế chủ trì luyện chế Thục Đạo Thiên Luân. Nếu nàng ta không muốn bị ngươi tìm thấy thì cho dù ngươi dùng Lục Đạo Thiên Luân thì cũng không tìm được. Còn Tiêu Dao Đế còn lợi hại hơn kìa. Uy lực của ba bộ thiên thư tuy không bằng Lục Đạo Thiên Luân, nhưng đạo tôn từng nói ba bộ thiên thư chẳng qua chỉ là một chút ít bản lĩnh của Tiêu Dao Đế mà thôi. Tiêu Dao Đế tuổi không nhiều, chắc còn tại thế. Còn Trí Tuệ Đế ta từng gặp qua một lần 3.000 năm trước đây, có thể cùng Phục Hy đi tìm hắn được. Tư Mệnh mừng rỡ nói: vậy thì làm phiền Bích Hoa Nguyên Quân, chúng ta đi tìm Trí Tuệ Đế ngay. Tìm được thì nhờ Trí Tuệ Đế tìm Tiêu Dao Đế vậy. Mọi người quyết định xong, Tư Mệnh và Bích Hoa Nguyên Quân lập tức lên đường. Bích Hoa Nguyên Quân nói: lão thân 3.000 năm trước gặp Trí Tuệ Đế ở vũ trụ cổ, nhưng Trí Tuệ Đế thần thông quảng đại, chúng ta tìm nhất định nàng ta có thể cảm ứng được. Nếu nàng ta đồng ý gặp thì ngươi có thể gặp. Nếu nàng ta không muốn thì cho dù có tìm được chỗ ở của nàng ta cũng là vô ích thôi. Tư Mệnh liền mỉm cười: vị Trí Tuệ Đế này có duyên với Lục Đạo Thiên Luân, Lục Đạo Thiên Luân có duyên với ta, lần này chắc chắn có thể gặp. Hai người đi lên thuyền, mới ra khỏi Ba La Lục Đạo Giới thì đột nhiên sắc mặt Bích Hoa Nguyên Quân biến đổi, chống gậy xuống mặt thuyền nói lớn: là vị đạo hữu nào đang nhìn lén đây, hãy hiện thân gặp mặt nào. Gậy chống của nàng vừa đập xuống thì ánh sáng bùng phát, không gian xung quanh thuyền không ngừng vỡ vụn, các quầng sáng từ trong không gian xoay chuyển, bên ngoài là bạch quang vô tận, bên trong là cái lỗ đen ngòm hút những mảnh vỡ không gian vào trong nghiền nát. Tư Mệnh tim khẽ động, sau lưng lập tức xuất hiện Lục Đạo Thiên Luân khổng lồ uỳnh uỳnh mà chuyển động. Nàng ta thông qua Lục Đạo Thiên Luân quan sát xung quanh, có thể nhìn thấy hết thảy mọi kẻ ẩn mình trong lục đạo luân hồi. Nhưng lúc này trong cái lỗ đen, một con thuyền cổ bình ổn bay ra, trên mũi thuyền là Trung Nhạc, đằng sau là một vị thần vương dường như không chịu bất cứ sự xung kích nào. Phục Hy! Bích Hoa Nguyên Quân kinh ngạc, vội thu thần thông cười nói: thì ra là một vị Phục Hy khác kìa, lão thần thất lễ rồi. Sư tỷ cảm chi nhạy bén, tiểu đệ khâm phục rồi. Trung Nhạc bước xuống, con thuyền phía sau biến mất, rồi hắn đáp xuống bên cạnh Tư Mệnh: tộc trưởng Phục Hy hiện nay Trung Sơn Thị bái kiến sư tỷ. Ồ, thì ra là tộc trưởng hiện nay. Bích Hoa Nguyên Quân mừng lớn cười nói: lão thần đã nghe danh từ lâu, chuyến này có tộc trưởng đồng hành, Trí Tuệ Đế chắc chắn không thể không gặp rồi. Tư Mệnh cười khẩy: tộc trưởng hiện nay ư, ta không công nhận, người tới đây làm gì vậy? Con thuyền tiến về phía vũ trụ cổ, Trung Nhạc đứng bên nàng ta ở mũi thuyền thành thực nói: Tư Mệnh, ta và ngươi là đồng tộc, giờ Phục Hy còn nhỏ bé, ta vẫn đang có thế lực ở vũ trụ cổ, mở rộng nhân tộc. Cho ta thêm thời gian, nhân tộc chắc chắn sẽ tỏa sáng, tới lúc đó khởi sự, cơ hội thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Tư Mệnh lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra dị sắc, khẽ nói: Nam Phục Hy, nhân tộc là nhân tộc, Phục Hy là Phục Hy, dựa vào nhân tộc thì có thể giúp Phục Hy quật khởi hay sao? Trung Nhạc nhíu mày định lên tiếng thì Tư Mệnh đã nói tiếp: sâu long và bướm bướm không phải là cùng một chủng tộc. Nếu nhân tộc giải trừ được phong ấn thì ta công nhận họ là Phục Hy. Họ còn một ngày chưa giải trừ phong ấn thì không phải là Phục Hy đâu. Còn việc chỉ hoãn khởi sự thì là không thể rồi. Thượng cổ chư đế đã giả nua, người gây dựng thế lực ở vũ trụ cổ chắc không biết nỗi lo của những vị tiền bối này. Nguyên Quân, sao ngươi không cho hắn biết đi? Bích Hoa Nguyên Quân thở dài nói: tộc trưởng, có điều người không biết rồi. Các thần vương gần đây đang săn tìm những kẻ giả chúng ta này. Đã có hơn 10 vị đạo huynh bị hạ độc thủ rồi. Bọn ta già rồi, không phản kháng nữa thì thi cốt cũng không còn. Người trẻ nhất trong số bọn ta nhiều nhất còn sống thêm được vạn năm. Già nhất thì tinh khí đang mất dần, không thể đợi được nữa rồi. Thượng cổ chư đế và thái cổ thần vương chắc chắn phải chiến một trận. Ánh mắt của Tư Mệnh nghiêm nghị, lạnh lùng nói: ta không hề dẫn dụ chư đế giúp ta, mà là thuận thế hành động. Nếu họ không muốn thì ta cũng không thể bắt ép được. Bích Hoa Nguyên Quân gật đầu: Tư Mệnh tiểu hữu chỉ tìm được bọn ta, bàn bạc liên thủ chống lại sự săn lùng của thần vương. Phục Hy là người thống trị thời đại thượng cổ, là hoàng tộc tôn quý nhất kìa. Để nàng ấy làm chủ, đương nhiên mọi người đều rất yên tâm. Trung Nhạc giãn lông mày ra cười nói: ồ, nếu vậy thì đương nhiên ta sẽ không ngăn cản chư vị rồi. Nhưng trận chiến này chưa chắc đã không phải do các thần vương đó cố tình dụ các vị ra để tóm gọn. Bích Hoa Nguyên Quân cười: xin tộc trưởng yên tâm,
Những bộ xương già bọn ta tuy già rồi, nhưng thực lực vẫn là còn, chưa chắc đã thua các thần vương đó đâu. Hơn nữa lần này bọn ta mời trí tuệ đế. Trí tuệ đế trí tuệ vô lượng, có thể trợ giúp bọn ta chiến thắng kìa. Sao? Trí tuệ đế sao? Trung Nhạc khựng người. Trí tuệ đế sống tại tinh vực ở gần đệ nhất thần thánh, cách đây không xa lắm đâu. Qua vài tháng, họ tới tinh vực gần đệ nhất thần thành và một ngôi sao. Ba người tỏa ra thần thức, trên ngôi sao này không hề có sinh mệnh. Bích Hoàng Nguyên Quân do dự nói: Nếu trí tuệ đế không chịu gặp chúng ta thì e rằng là chúng ta không tìm được rồi. Đúng lúc đấy, tinh cầu đó biến mất khỏi chân họ, thay vào đó là một con đường ánh sáng, không biết dẫn tới nơi nào. Ba người tim khẽ run, đi lên con đường đó. Một lúc lâu sau tới điểm cuối, phía trước là sông núi xanh mát, tiểu miếu, hương khói bay, vô cùng tĩnh lặng. Một vị trung niên phụ nhân đang ngồi thiền, khói mê lên là từ đống lửa phía trước mặt đang đun một ấm trà. Ta vốn không muốn gặp các ngươi, nhưng phục khi đã tới thì không thể không để mặt đạo tôn một chút rồi. Dù sao năm đó ta cũng là thần tử của đạo tôn. Phụ nhân đó vẫy tay mời ba người ngồi. Nàng cười nói: Bích Hoa sư tỷ, phục khi ta sẽ không xuất sơn, các ngươi uống trà xong là có thể đi. Tư Mệnh khẩn khoản nói: Tiền bối còn bao nhiêu thọ nguyên đây? Nếu như thọ nguyên không còn nhiều thì tại sao không gắng sức một lần lưu danh sử sanh đây? Tiền bối đã chịu gặp ta thì hắn là đã động lòng rồi. Vị trí tuệ đế ngạc nhiên nhìn Trung Nhạc: Người không cho nàng ta biết chân tướng hay sao? Không cho nàng ta biết phía dưới tạo hóa thần khí rốt cuộc là gì hay sao? Trung Nhạc tim đập mạnh, lắc lắc đầu. Trí tuệ đế phì cười: Cô nương nghĩ nhiều rồi, ta không phải vì ngươi mà chịu gặp mặt, mà là vị phục khí. Ngươi không phải phục khí. Không, nàng ấy là phục khí. Trung Nhạc bình tĩnh lên tiếng. Tư Mệnh hồ nghi nhìn hai người, đột nhiên cảm nhận được sát cơ từ Trung Nhạc. Ngươi muốn bảo vệ nàng ta sao? Thì nói chân tướng ra đi. Trí tuệ đế đột nhiên rời đi xa, nháy mắt đã biến mất. Nếu như nàng ta bị thiên lợi dụng, người có thể biết thật ý của nàng ta sẽ sâu sắc tới mức nào không? Người sẽ không thắng đâu, sẽ không. Tư Mệnh thì nghi hoặc lên tiếng: Chân tướng gì vậy? Chân tướng... Trung Nhạc thở dài, đứng dậy nói: Người theo ta tới tổ đình, ta dẫn người đi nhìn chân tướng. Tư Mệnh càng thêm nghi hoặc, khởi động lục đạo thiên luân rồi lên tiếng: Vậy để ta đưa các ngươi về tổ đình. Nàng chọn nguyên thần bí cảnh của Âm Phụ Khang, lục đạo thiên luân cắt vào, không lâu sau đã xuất hiện trong nguyên thần bí cảnh của Âm Phụ Khang. Âm Phụ Khang kinh ngạc, Trung Nhạc không nói không rằng đưa Tư Mệnh tiến về Tinh Hồng Bảo. Mấy người phục khí chi nghe tiến tới, thấy Tư Mệnh sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản Trung Nhạc và Tư Mệnh, thế nhưng lại không dám. Tư Mệnh hoang mang, liên tục quan sát phục khí chi và Phù Viêm Sơn, rồi lại nhìn xung quanh Tinh Hồng Bảo, cảm thấy có chút quen thuộc. Trung Nhạc tới trước tạo hóa thần khí khổng lồ, khẽ nói: Nhị lão, mở nó ra đi. Chúa công, không được. Ta nói mở nó ra. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn đành phải tiến lại, đẩy thần khí, lộ ra hố đen sâu hun hút dưới tế đàn, thi khí xung thiên. Đây chính là chân tướng. Trung Nhạc trở dài, Tư Mệnh hoảng loạn, định thần lại, nhìn xuống hố đen, bất giác qua mày chóng mặt. Cái hố đen đó đã chất đầy thi thể, đó là thi thể của các phục khi, đều là nữ tử, tình trạng lúc chết mỗi người mỗi khác. Họ đều có một gương mặt giống hệt với Tư Mệnh. Nhân tộc bọn ta và phục khi thần tộc có lỗi với ngươi. Trung Nhạc nghẹn ngào nói: Phục hưng phục khi thần tộc không phải gánh nặng của ngươi, ngươi không nên phải gánh chịu. Tư Mệnh giữ người nhìn thi thể những nữ tử dưới hố sâu kia. Thi thể của những nữ tử giống hệt nàng. Những thi thể này khiến nàng nổi da gà. Chân tướng đằng sau những thi thể này càng khiến cho nàng thêm không rét mà run. Tại sao lại có nhiều nàng chết ở đây như vậy? Bắt đầu từ bao giờ? Đã bao lâu rồi đây? Rốt cuộc nàng đã chết bao nhiêu lần đây? Đây chính là chân tướng mà họ nói ngươi không phải phục khí. Trung Nhạc bình tĩnh nói: Tại sao họ không thừa nhận ngươi là phục khí vậy? Là vì ngươi là vũ khí được tạo hóa thần khí chế tạo ra. Để chế tạo ra ngươi, món tạo hóa vũ khí này mất 8 vạn năm. Ngươi ở dưới kia là phế phẩm, là bị đào thải. Tư Mệnh dùng mình, giọng có phần khàn lại, che giấu sự sợ hãi của nàng: Ta không hiểu. Ta vốn cũng không hiểu, ta nghĩ việc này rất bất công. Trung Nhạc dịu giọng nói: Nhưng đây là sự nỗ lực cuối cùng của phục khi thần tộc vì chủng tộc. Người thấy những ngôi sao trong chư thiên kia không?
Tư Mệnh đờ đẫn ngẩng lên nhìn nửa chư thiên, thấy vô số tinh cầu tạo thành từ thần huyết, đó là huyết dịch của Phục Hy thần tộc, sau vài vạn năm thế nhưng không khô, vẫn lan tỏa thần tính, chấn động tâm thần. Món tạo hóa thần khí này có tên là Vãng Sinh. Vãng Sinh thần khí là một phần của Vãng Sinh thánh địa. Nó bị chia làm hai, một nửa có tác dụng tái tạo linh hồn, tạo hóa huyền kỳ, nửa kia có khả năng khống chế sinh dục. Một nửa này của Tinh Hồng Báo là nửa đầu tiên. Trung Nhạc tiếp tục khẽ nói: Tư Mệnh, ngươi không tò mò tại sao chỉ có ngươi là Phục Hy thuần huyết thôi sao? Ngươi không tò mò tại sao việc trả thù lại trở thành chấp niệm của ngươi hay sao? Ngươi còn có ký ức sau khi ngươi sinh ra hay không? Tư Mệnh cảm giác mơ hồ, trong đầu một mảng trống rỗng. Ký ức của nàng có một đoạn trắng xóa. Ký ức của nàng bắt đầu là từ khi nàng tới Lôi Trạch và cổ Lôi Trạch giới tiến hành lễ thành niên. Ký ức trước đó thì giống như giấy trắng, chẳng có chút gì cả. Nhưng nguyện vọng báo thù thì như được in đậm tận nơi sâu nhất trong linh hồn của nàng. Hơn nữa, rất nhiều chuyện quá khứ của Phục Hy dường như đã được đặt trong ký ức của nàng từ rất lâu rồi. Tiếng nói của Trung Nhạc dẫn dắt cho nàng: Nào, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi nhìn chân tướng trong thời gian. Chán của Phù Kỳ Chi túa mồ hôi lạnh, vội vàng nói: Chúa Công, không thể được. Nếu Chúa Công tiết lộ chân tướng thì chắc chắn sẽ bị vũ khí phản vệ. Trung Nhạc tế con thuyền cổ lên, dẫn Tư Mệnh lên thuyền như dẫn theo con rối, nhẹ nhàng nói: Để ta đưa ngươi về 8 vạn năm trước, đưa ngươi đi xem chân tướng nào. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn vội vàng lên thuyền, hai người nghiến răng, tim đập thình thịch bất an. Chúa Công điên rồi sao? Cho vũ khí biết chân tướng, vũ khí chắc chắn sẽ phản phệ. Dù thế nào cũng phải bảo vệ Chúa Công, cho dù có phải phá hủy vũ khí này. Uinh! Con thuyền cổ nghìn cánh chấn động, biến mất khỏi thời gian này. Con thuyền nghịch hành trong thời gian, đi về 8 vạn năm trước. Ở đuôi thuyền, Trung Nhạc vung tay chấm đứt thời không, ngăn chặn thời không thú, để chúng tạm thời không truy kích họ. Bỗng nhiên con thuyền chấn động rồi dừng lại. Họ là khách bên ngoài không gian thời gian, tới quá khứ, giống như u linh vô hình, vô chất xuyên qua thời không của 8 vạn năm trước. Nơi đây là vũ trụ cổ, Phục Hy thần tộc còn lại, vô số Phục Hy đang di tản, y phục rách bươm, sắc mặt ảm đạm, họ vừa tránh một truy sát. Tinh thể khổng lồ được các vị Phục Hy thần tộc chuyển tới, Tinh Hồng Bảo đã thành hình, đang xây dựng nửa chư thiên khổng lồ kia. Trong nửa chư thiên đó, đông đảo Phục Hy thần nhân đang bảo vệ Vãng Sinh thần khí mà họ khổ sở lấy được. Mấy vạn năm sau, có lẽ chúng ta đều không tồn tại nữa rồi. Phục Hy thần tộc cũng sẽ không còn, chỉ còn lại người bình thường, như tất cả mọi người mà thôi. Phía dưới Vãng Sinh thần khí, tộc trưởng trẻ tuổi của Phục Hy thị ngồi tại đó, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, giọng nói thì trầm thấp. Thường Dương vô năng, không thể nghịch chuyển càn khôn được, không thể thay đổi điều gì, vì thế chỉ có thể đặt hy vọng vào tương lai. Thời gian của ta... Gương mặt của hắn méo mó, giọng nói khàn đặc. Thời gian dành cho ta quá ít rồi, không thể hồi thiên. Liên thủ với Mẫu Hoàng Đại Đế là bất đắc dĩ. Cũng may cuối cùng cũng trừ bỏ được Vãng Sinh Thần Vương, có được món thần khí này. Ta có một kế hoạch, An Đức Ca, ngươi lên đây. Một tiểu nữ hài tiến lại, có phần sợ sệt, ánh mắt né tránh. Nàng có phần non nớt, chỉ là thiếu nữ khoảng 10 tuổi. Trên con thuyền cổ, Tư Mệnh giữ người, nghiến chặt răng. Nữ nhi An Đức này giống hệt với nàng. Phong Thường Dương bảo tiểu nữ hài giống hệt Tư Mệnh, đứng ở giữa tế đàn, mỉm cười nói: An ức, đừng sợ, đừng sợ. Vận mệnh của Phục Hy thần tộc ta đều gửi gắm nơi ngươi cả. Đừng sợ, đừng sợ, có cha ở đây. Bịch. Hắn quỳ xuống, các Phục Hy thần tộc khác cũng quỳ xuống trước tiểu nữ hài trên tế đàn. Nàng sợ hãi khóc: Cha, mẹ, con sợ. Phong Thường Dương ngẩng lên, mắt hổ ngấn lệ: Con gái, còn có đồng ý vì chủng tộc của chúng ta giữ lại một tia hy vọng hay không? Còn có đồng ý hy sinh bản thân hay không? Còn có đồng ý mang theo thù hận chủng tộc báo thù ở tương lai hay không? Còn có đồng ý gánh vác mọi khổ nạn thù hận hay không đấy? Còn đồng ý trở thành vũ khí chúa tể tử vong và luân hồi hay không? Tiểu nữ hài dần dần bình tĩnh lại, nàng nói nhỏ: Con đồng ý. Phong Thường Dương cúi lại nghẹn ngào nói: Chúng ta tay mặt Phục Hy thị tương lai bái tạ đại ân đại đức của con. Phục Hy tương lai sẽ tự hào vì con, sẽ tự hào vì sự hy sinh của con. Các Phục Hy thần nhân cúi lại, tiểu nữ hài chân tay luống cuống, không chỗ dựa, đứng trên tế đàn, nhận sự bái lại của phụ thân, mẫu thân và các thúc thúc bà bá. Cha, mẹ, thúc thúc, bà bá, con hiểu rồi, con không sợ nữa đâu. Tiểu nữ hài quệt nước mắt, nở nụ cười.
Con thật sự không sợ nữa đâu, con sẵn sàng hy sinh rồi. Phong Trường Dương khóc lớn, run rẩy giơ tay đặt lên trán của Phong An Ức, xóa bỏ ký ức của nàng, thay vào đó là sự phục thù vô cùng vô tận. Hắn gieo sự khổ nạn và thù hận của Phục Khi thần tộc vào ký ức của con gái, rồi Phong An Ức bay lên giống như một nữ thần báo thù, dung nhập vào trong tạo hóa thần khí. Các vị thần nhân bay lên không, cử hành một buổi tế tự khổng lồ. Họ cắt ra ở nơi trái tim, thích phóng thần huyết của chính mình, để luyện, ngưng luyện thần huyết, tạo thành những quả tinh cầu đỏ tươi, vây quanh tạo hóa thần khí và tế đàn. Các đạo huyết tuyến nối liền với tạo hóa thần khí và tế đàn, tạo hóa thần khí cổ xưa và thần khí bắt đầu chuyển động. Tương lai sẽ không thể tồn tại Phục Khi thần huyết chân chính nữa rồi. Chỉ có lửa Phục Khi cuối cùng chúng ta đây là còn thần huyết thôi. Sau khi chúng ta chết đi, thần huyết ở đây sẽ liên tục truyền và tạo hóa thần khí này, chế tạo vô số các nữ thần báo thù. Nàng là vũ khí của Phục Khi thần tộc ta, vũ khí diệt thế, vũ khí của Phục Khi tương lai. Đến khi nữ thần báo thù đi ra khỏi thần khí, đó chính là lúc Phục Khi thần tộc bắt đầu phục thù. Những vị thần kia đáp xuống, Phong Trường Dương lại bé lại họ. Chư thần Phục Khi thị vợ ngăn lại nhưng bị hắn đóng băng. Chư vị, ta khẩn xin các vị biến thành nhân tộc bảo vệ thần khí này. Phong Trường Dương liên tục dập đầu khóc lớn. Ta cầu xin các vị đừng làm Phục Khi nữa đi. Tộc trưởng, đứng dậy đi, bọn ta không gánh được đâu. Cuối cùng có một nhóm Phục Khi thần tộc ở lại vũ trụ cổ, còn Phong Trường Dương được chọn trở về Tử Vi tinh vực. Hắn cần phải thu hút sự chú ý của kẻ địch thay cho đồng tộc ở vũ trụ cổ, cần phải tiếp tục tìm kiếm một con đường sống cho tương lai chủng tộc. Hắn ở Tử Vi hướng về những dị tộc kia quỳ xuống, quỳ trước những vị cao cao tại thượng, cầu một nơi thế ngoại chi địa cho những Phục Khi cuối cùng. Trong tinh hồng bảo, tạo hóa thần khí liên tục vận chuyển, hút năng lượng từ Phục Khi thần huyết chân chính, dùng Phong An Ức làm khuôn chế tạo ra các tư mệnh. Phong An Ức còn sống không? Tư mệnh lẩm bẩm nói. Ta là Phong An Ức, con gái của Phong Thường Dương sao? Trung Nhạc lắc lắc đầu, có chút tàn nhẫn, không thể không nói. Phong An Ức là tế phẩm, khi vào trong tạo hóa thần khí là nàng ấy đã chết rồi. Tạo hóa thần khí phục chế linh hồn của nàng ấy, tái tạo nhục thân linh hồn của nàng, liên tục cải biến, bản phục chế nàng ấy không phải là An Ức. An Ức là bình an, là hồi ức, là đẹp đẽ kìa. Còn bản phục chế nàng ấy thì đầy thù hận, đầy ý niệm phục thù, bất chấp tất cả để phục thù, không có thị phi, không có thiện ác, chỉ có báo thù. Vì thế nàng ta là tư mệnh. Thân thể tư mệnh run rẩy, siết chặt nắm đấm. Người có muốn biết sau khi được tạo hóa thần khí sinh ra đã trải qua những gì hay không? Trung Nhạc hỏi. Nắm đấm của tư mệnh cũng run rẩy, nhưng rồi bình tĩnh lại, khẽ nói. Muốn chúa công. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn ở bên cạnh sợ hãi run rẩy nói. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Quầng sáng sau đầu Trung Nhạc chuyển động, con thuyền cổ đưa họ trở về hiện tại. Hắn dùng hai tay áo, tạo hóa thần khí lại khởi động. Đi, chúng ta lại vào trong thần khí nào. Hắn đưa mấy tư mệnh vào trong thần khí khổng lồ, tạo hóa thần khí hấp thụ Phục Khi thần huyết ở nửa chư thiên, tái tạo nữ thần báo thù. Không lâu sau, trong thần khí, một nữ hải tử giống hệt tư mệnh được tạo ra. Nàng đem theo ký ức khi Phong An Ức được tế vào trong tạo hóa thần khí, mang đầy thù hận và ý niệm báo thù. Nhưng trong tạo hóa thần khí còn có khảo nghiệm vô cùng tàn khốc. Linh hồn của tư mệnh run rẩy nhìn tiểu nữ hài giống hệt mình trải qua vô số trận khảo nghiệm tàn khốc bên trong không gian thần khí, cuối cùng không trải qua được khảo nghiệm. Nàng bị một đàn hung thú cắn xé, khảo nghiệm kết thúc. Đáy tạo hóa thần khí xuất hiện một cái hố sâu, thi thể của nàng liền rơi xuống đấy. Rồi lại một Phục Khi tiểu nữ hài khác được tạo ra, trải qua khảo nghiệm như vậy lần nữa. Khảo nghiệm tư chất, ngộ tính, tâm trí của nàng, tôi luyện nàng thành vũ khí báo thù. Không có bất cứ sự thương xót, thương hại, không có tình yêu, chỉ có thù hận, có thể lợi dụng bất cứ thứ gì. Nhưng tiểu nữ hài Phục Khi này cũng thất bại, thi thể nàng lại rơi xuống hố sâu. Rồi tiểu nữ hài thứ ba xuất hiện, lại trải qua cùng những khảo nghiệm đấy, rồi người thứ tư, người thứ năm. Đủ rồi, dừng lại. Tư mệnh đã phát điên, Trung Nhạc giơ tay lên, tạo hóa thần khí từ từ dừng lại. Khảo nghiệm của Phong Thường Dương để lại quá tàn khốc, mấy vạn năm nay chỉ có một tư mệnh ra khỏi được tạo hóa thần khí này. Dừng lại, dừng nó lại. Tư mệnh ngồi xuống đất, ôm lấy đầu không dám nhìn cảnh tượng đấy. Nàng giống như tiểu nữ hài lần đó cha bế lên tế đàn, vô lực mà hoảng hốt. Cho dù Trung Nhạc đã dừng tạo hóa thần khí lại, nhưng nàng vẫn sợ hãi tột độ. Trung Nhạc tiến lại khẽ nói. Giờ ngươi đã hiểu rồi đấy,
là phục khi thần tộc và nhân tộc ta nợ ngươi. Ngươi không nợ bọn ta bất cứ thứ gì cả. Tư Mệnh ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn hắn, hai mắt trống rỗng. Sự sắc bén trí tuệ ở trong mắt của nàng không còn nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng. Trung Nhạc hiểu cảm giác tuyệt vọng đấy. Bản thân phấn đấu cả đời, dùng mọi thủ đoạn, dùng mọi tâm cơ, chịu biết bao khổ sở, chịu bao tội ác, trải qua bao nhiêu hiểm nguy, chỉ vì mục tiêu đấy. Nhưng giờ kẻ đánh gục mình lại không phải kẻ thù, mà là việc mục tiêu này trước nay không hề có liên quan gì tới mình cả. Lúc này mới biết mình chỉ là công cụ, là một thứ vũ khí. Đó chưa phải điều tuyệt vọng nhất. Tuyệt vọng nhất là vô số thi thể của bản thân mình ở dưới đáy hố sâu tạo hóa thần khí. Thì ra mình đã chết vô số lần là vì mục tiêu này. Ta hận phục khi thần tộc các ngươi. Ta hận nhân tộc các ngươi. Các ngươi quá tàn nhẫn mà. Tư Mệnh nhìn Trung Nhạc, Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn. Trung Nhạc gật đầu. Ngươi nên hận, tiếp tục hận đi. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn căng thẳng nhìn nhau. Một tấm sắc lệnh trong nguyên thần bí cảnh của Phù Kỳ Chi bay ra. Đây là cách Phong Thường Dương để lại để đối phó với vũ khí. Phong Thường Dương đã để lại một vài thủ đoạn trong tạo hóa thần khí. Nếu vũ khí mất kiểm soát thì có thể tế tấm sắc lệnh này lên, thiêu đốt phù văn trên đấy, khởi động tạo hóa thần khí, loại bỏ thần trí của vũ khí, trở thành vũ khí không có ý thức. Họ cảm thấy đã tới lúc dùng tấm sắc lệnh này. Tư Mệnh nói nàng hận phục khi thần tộc, hận nhân tộc, có nghĩa là vũ khí đã mất kiểm soát, từ vũ khí của phục khi biến thành vũ khí đối phó với phục khi. Sắc lệnh của hắn vừa bay ra thì đột nhiên Trung Nhạc giơ tay điểm lên sắc lệnh. Tấm sắc lệnh vừa phát ra dao động khiến người ta sợ hãi, lập tức bình ổn, bị hắn chấn áp xuống. Chỉ còn lại tạo hóa thần khí vẫn đang chuyển động, nhưng rồi cũng từ từ đã trở lại yên tĩnh. Chúa công! Phù Kỳ Chi chán túa mồ hôi lạnh, giọng khàn đặc nói. Nàng ta không phải phục khí, chỉ là vũ khí, chẳng khác gì những món vũ khí chôn thân dưới hố sâu kia cả. Có! Trung Nhạc bình tĩnh nói. Nàng ấy là phục khí. Phù Kỳ Chi mặt có chút méo mó. Chúa công không thể chỉ vì một chút thương xót mà phạm sai lầm lớn được. Nếu như vũ khí mất đi kiểm soát thì buộc phải trừ bỏ thần trí thôi. Tư Mệnh cười lên khanh khách. Không sai, tộc trưởng Phục Khí Thị, ngươi nên nghe lời hắn kìa. Ta chỉ là vũ khí mà Phục Khí Thị các ngươi chế tạo ra. Ngươi hạ thủ đi, ngươi không hạ thủ thì ta sẽ hạ thủ. Ta nhất định sẽ giết ngươi và chủng tộc của ngươi. Nàng mang đầy sát khí, trong tim nổi lên nộ hỏa nộ khí vô biên, khí tức khủng bố chấn động chư thiên, khiến những quả tinh cầu đỏ nổ tung. Thực lực của nàng rất mạnh, mạnh tới mức những đế quân tiền bối như Phù Kỳ Chi, Phù Viêm Sơn cũng thấy sợ hãi. Nàng ta không hề yếu hơn Trung Nhạc chút nào. Nàng không hổ là vũ khí duy nhất sống ra khỏi tạo hóa thần khí trong 8 vạn năm. Trải qua sự rèn luyện bao năm qua, chiến lực của nàng đã đạt tới tầng thứ đỉnh cao nhất của thế gian này. Không chỉ vậy, ở phía sau nàng xuất hiện Lục Đạo Thiên Luân. Thiên Luân khổng lồ chuyển động huỳnh huỳnh, có thể được nàng ta tế lên bất cứ lúc nào, cắt vào nguyên thần bí cảnh của bất cứ ai, giết chết nguyên thần của người đấy. Sau sự tuyệt vọng, nàng sinh ra ý niệm báo thù mãnh liệt, sự báo thù không thể kiềm chế, hủy hoại mọi thứ. Thậm chí, nàng cảm thấy một tầng năng lượng khác đang thức tỉnh trong cơ thể, đó là sức mạnh ngủ vùi trong cơ thể của nàng, giờ đã hiện ra cùng với việc tâm cảnh của nàng bị phá hoại. Đó là năng lượng của Phong Thường Dương mong đợi, là sức mạnh tạo hóa thần khí nắm giữ, là sức mạnh nhân tộc của Tinh Hồng Bảo dùng 8 vạn năm tế tự nàng, tế tự tạo hóa thần khí, dung hợp nàng với tạo hóa thần khí để đưa tới cho nàng. Sức mạnh nắm giữ linh hồn và tạo hóa. Phong Thường Dương trông đợi sức mạnh này, trông đợi vũ khí này có thể nắm giữ linh hồn và tạo hóa. Tuyệt vạn tộc sinh dục, diệt vạn tộc linh hồn, diệt thần vương linh hồn. Nhưng giờ, sức mạnh này đang thức tỉnh trong cơ thể của Tư Mệnh, nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, vũ khí phản bội. Sức mạnh này lại dùng để đối phó với Phục Khi và nhân tộc. Ngươi là Phục Khi. Trung Nhạc ánh mắt ôn hòa tiến về phía nàng, hắn lên tiếng nói. Bất cứ ai sống, phấn đấu và nỗ lực vì chủng tộc đều là Phục Khi cả. Bất cứ ai hy sinh cho sự tiếp nối chủng tộc đều là Phục Khi. Ngươi chính là Phục Khi. Khí thế của Tư Mệnh càng ngày càng mạnh, sức mạnh hủy diệt tất cả càng ngày càng lớn. Tạo hóa thần khí gần như cũng vì thế mà mất đi kiểm soát, bắt đầu chuyển động. Phù Kỳ Chi và Phù Viêm Sơn sắc mặt kịch biến. Đây là hậu quả Tinh Hồng Bảo 8 vạn năm tế tự tạo hóa thần khí sắp bùng phát. Bùng phát là không thể thu dọn. Trung Nhạc bị thi khế của nàng thổi y phục bay phần phật. Sát khí của Tư Mệnh quá nặng. Nàng là nữ thần báo thù, giờ nàng đang chuẩn bị báo thù, báo thù cho vô số nàng đã chết kia. Nàng lạnh băng nhìn Trung Nhạc tiến lại gần mình, tiếng nói giống như vọng ra từ tảng băng lạnh lẽo. Ta không phải phục khí, ta chỉ là vũ khí các ngươi chế tạo ra thôi.
Ngươi có biết ta vốn muốn giết ngươi, muốn giết ngươi vì ta muốn khí vận của Phục Hy thần tộc chỉ tập trung tại một chỗ hay không? Ta nhiều lần muốn động thủ nhưng không làm. Giờ ta mới biết, cho dù có giết ngươi thì cũng không thể đoạt đi được khí vận của ngươi được, vì ta căn bản không phải là Phục Hy. Không, ngươi chính là Phục Hy. Trung Nhạc tiếp tục tiến lại gần, hắn nhẹ nhàng nói: Từ lần đầu tiên ta thấy ngươi, ta đã biết ngươi là đồng tộc của ta rồi. Khi đó ta đã coi ngươi là người thân của ta. Ngươi có biết cảm giác cô độc khi chỉ còn lại một mình hay không? Hắn đứng trước mặt Tư Mệnh, tháo áo choàng của mình khẽ khoác lên thân thể người nữ tử, nhìn có vẻ kiên cường hung hăng này. Ngươi hiểu đúng không? Ta không muốn lại có cảm giác đó một lần nữa, không muốn chủng tộc chỉ còn lại một mình ta. Ngươi cũng không muốn chỉ còn lại một mình ngươi đúng không? Ngươi là Phục Hy, ngươi là người thân đồng tộc của ta. Tư Mệnh gầm gầm nhìn hắn, thân thể đang khẽ run, cảm giác cô độc bao ngày tháng bỗng ngập tới, đánh sập sát ý trong ngực của nàng, đánh gục sự cương nghị của nàng. Không có ai công nhận ngươi đúng không? Ta cũng từng trải qua, ta biết cảm giác nỗ lực nhưng không được công nhận, ta cũng đã vượt qua được rồi. Trung Nhạc nói nhỏ: Không ai công nhận, không sao cả. Ta công nhận ngươi, ta hứa với ngươi, ta và ngươi là đồng bào. Nước mắt của Tư Mệnh bỗng không kìm được mà tuôn ra, lao vào lòng hắn khóc lớn, giống như tiểu nữ hài trên tế đàn năm đó vậy. Thời gian đã qua hơn 8 vạn năm, thân ảnh của hai nữ hài trên tế đàn dường như trùng khớp với nhau. Phong An ức vì chủng tộc của mình kìm nén tiếng khóc kiên nghị, chọn con đường hiến thân. Giờ tiếng khóc của Tư Mệnh dường như là tiếp nối tiểu nữ hài đấy. Tạo hóa thần khí từ từ dừng chuyển động, lục đạo thiên luân cũng dần dần bình ổn trở lại, huyết sắc tinh cầu xung quanh cũng hồi phục quỹ đạo cũ, chỉ còn thiếu nữ đang khóc trong lòng Trung Nhạc vẫn thương tâm như vậy. Trung Nhạc lên tiếng nói: Ta thừa nhận ngươi, ta công nhận ngươi, ngươi là người thân của ta, là tộc nhân của ta. Mãi lâu sau, Trung Nhạc nhìn Tư Mệnh lộ ra vẻ nghi hoặc: Ngươi vẫn muốn đi hay sao? Ta vẫn phải đi. Tư Mệnh khoác áo choàng của hắn, nở nụ cười. Tiếng cười của nàng giống như lần đầu tiên phát ra từ tận đáy lòng, giống như tiểu nữ hài đã hiến thân vì chủng tộc, mang vài phần đơn thuần, lãng mạn. Không, là nhân tộc, không phải Phục Hy. Ta sẽ không tha thứ cho nhân tộc. Nàng khẽ nói: Mãi mãi không. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn thì ta sẽ không hạ thủ với nhân tộc. Ta cũng là vì Phục Hy, cũng là Phục Hy, không phải hay sao? Lần này ta đi về vẫn sẽ động thủ, vẫn phải liên thủ với thượng cổ chư thần đối phó với các thần vương kia. Ngươi là lãnh tụ, ta là một lãnh tụ khác kìa. Trung Nhạc tán thưởng, hắn cười nói: Đây mới là Tư Mệnh mà ta biết chứ. Lần này ngươi đi ra, ta không ngăn cản, nhưng ta muốn biết rốt cuộc là ai chỉ điểm cho ngươi vậy. Tư Mệnh nghe vậy liền khựng người: Ta biết rất nhiều bí mật ngươi không biết, mà những bí mật này ta không thể biết được, nên ngươi mới hỏi ngươi đứng sau ta là ai đúng không? Trung Nhạc gật đầu, hắn không chỉ một lần hoài nghi người đứng sau Tư Mệnh có một vị cường giả cổ xưa, cho nàng biết rất nhiều bí mật, vì thế hắn mới nghi ngờ. Tư Mệnh nói: Đó là một vị thượng cổ đại đế, biết rất nhiều bí mật. Trung Nhạc mỉm cười: Đó có lẽ là thiên đạo thân của thiên. Tư Mệnh khựng người suy nghĩ: Người của lộc đạo thiên luân, ta không tiễn người nữa. Trung Nhạc dừng bước lại nói: Người sẽ tự biết cách xử lý. Tư Mệnh gật đầu, đột nhiên nàng dừng lại, lên tiếng nói: Ngày ta thua sẽ hy sinh bản thân đoạn tuyệt sinh dục của thần tộc ma tộc, áp lực của ngươi sẽ giảm đi nhiều. Trung Nhạc khẽ run lên lắc lắc đầu: Ngươi không cần phải làm vậy. Trung Nhạc quay lại cười: Ta là thần được sinh ra để báo thù cho Phục Hy thần tộc, ngươi còn nhớ không? Bích Quang Nguyên Quân, theo ta. Bích Quang Nguyên Quân tiến lại cùng nàng lên lục đạo thiên luân. Thiên luân chấn động rồi liền biến mất. Trung Nhạc khựng người lắc lắc đầu: Chấp niệm báo thù vẫn nặng như vậy. Chúa công, đại sự không hay rồi. Phù Kỳ Chi vội vàng chạy tới, hắn kêu lớn: Chúa công, nàng ta lấy cắp tạo hóa thần khí đi rồi. Ta biết. Trung Nhạc mỉm cười: Tạo hóa thần khí giờ vào tay của nàng ấy có ích hơn trong tay chúng ta rất nhiều. Lục đạo thiên luân xuyên qua khu thứ 7 trong luân hồi, đột nhiên dừng lại, sắc một tiếng cắt vào nguyên thần bí cảnh của Bích Hoa Nguyên Quân, cắt hết thất đại bí cảnh của vị não ẩu này. Phục Hy, ngươi làm gì vậy? Bích Hoa Nguyên Quân kêu lên, còn chưa kịp phản ứng thì Tư Mệnh dùng thiên luân nghiền nát nhục thân của vị thượng cổ đại đế này, nguyên thần cũng tan nát. Tư Mệnh bay lên đáp xuống bảo tọa trong thiên luân, lục đạo thiên luân chấn động vô ảnh vô tung. Thiên đạo thân của thiên cũng chỉ có vậy thôi.
Sao? Thiên sách thân bị Tư Mãnh giết rồi, tao có phần bất ngờ đấy. Trong một bí cảnh ở vũ trụ cổ, bầu trời lưu động, dường như có thứ gì đó đang trong suốt che phủ bầu trời của bí cảnh này. Nhưng nhìn kỹ thì không thấy bất cứ thứ gì cả, chỉ có một vài vết thương vô cùng nhức mắt. Vết thương đó đột nhiên ngừng lại, treo trên không trung. Nhật Nguyệt dường như bị phủ lên một tầng nước vô cùng kỳ lạ. Bố trí mất trăm năm, bị phá chóng vánh. Tư Mãnh đi gặp Phục Khí, thoát khỏi sự kiểm soát của ta, khiến thiên sách thân của ta bị bại lộ. Nhưng đại thế đã đến, không cho phép Tư Mãnh phản kháng. Trận chiến giữa thượng cổ chư đế và chư thiên thần ma, dù nàng ta có muốn kiểm soát đại cục thì chắc chắn vẫn phải diễn ra thôi. Đây là việc chắc chắn sẽ xảy ra mà. Vết thương trên không trung lại di động, từ bầu trời của bí cảnh này di chuyển tới bầu trời của một tinh cầu tiếp theo, không ngừng tiến vào sâu trong vũ trụ. Thần vương chết rồi vẫn có thể hồi sinh được. Thời kỳ hư nhược trước khi họ hồi sinh chính là thời cơ tốt nhất để khống chế họ. Tư Mãnh à Tư Mãnh, không uổng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả lục đạo thiên luân ta cũng trả lại cho ngươi. Ngươi đúng như tâm ý của ta, loại bỏ nhiều thần vương hơn để ta bắt được chúng nhiều hơn. Lục đạo thiên luân có thể giúp ngươi nắm bắt động tĩnh của các thần vương, phải nhờ vào ngươi rồi. Không biết ngươi liên thủ với chư đế sẽ diệt trừ được mấy vị thần vương đây. Chỉ là cái tên Phục Khí kia thực sự càng ngày càng đáng ghét rồi. Mỗi lần nuôi hắn đều bị hắn cắn cho một phát. Nhưng chỉ cần hắn trưởng thành, khởi động luân hồi đăng, tạo lục giới thành một đại luân hồi hoàn chỉnh thì mọi điều bỏ ra đều xứng đáng cả. Mà lúc này, tại trong tổ đình, ánh mắt Trung Nhạc lay động, hắn thầm nghĩ bụng. Ta nhanh nhẹn quyết đoán, chắc chắn sẽ ngay lập tức giết chết tiên đạo thân của thiên thôi. Đó cũng coi như trừ bỏ được một ẩn họa, nhưng lục đạo thiên luân chắc là do thiên cố tình đưa cho Tư Mãnh đấy. Hắn nghĩ đến không khỏi dùng mình, mưu lược của thiên quá thâm sâu. Chỉ Tư Mãnh và Trung Nhạc mới dùng được lục đạo thiên luân, nhưng làm thế nào đưa lục đạo thiên luân vào tay họ mà không bị gây nghi ngờ đây? Vì bước này, thậm chí thiên cũng không tiếc để cho Tư Mãnh phá hủy thiên lý đại não. Khi đó Trung Nhạc và Tư Mãnh lẻn vào Bích Lạc Cung. Bích Lạc tiên sinh không xuất hiện trong Bích Lạc Cung. Khi đó Bích Lạc tiên sinh rời khỏi Bích Lạc Cung tới hỏi thiên một vài việc. Thiên mệnh đạo của thiên đế Tu La cũng không ở Bích Lạc Cung. Giờ nghĩ lại, chắc hai người họ đều được thiên điều đi để tiện cho Trung Nhạc và Tư Mãnh đánh cắp lục đạo thiên luân. Còn việc sinh mệnh của thụ bị đoạt đi bên trong có thể liên quan tới một sự kiện khác. Lục đạo thiên luân là trọng khí của Phục Khí thần tộc. Cho dù thiên có được thiên luân thì cũng không dùng được, nhưng vào tay Tư Mãnh thì có thể phát huy được uy năng chấn nhiếp thời đại địa kỷ của món trọng khí này. Lục đạo thiên luân có thể vào nguyên thần bí cảnh của bất cứ một ai, xuyên qua bảy khu luân hồi, đi lại không để lại dấu tích. Món trọng khí này còn có thể tìm được lục đạo luân hồi của những vị cường giả cường đại, tìm kiếm thượng cổ chư đế, tìm thần vương. Vì thế giao đại diệu thiên kim cho Tư Mãnh ngược lại có thể dễ hoàn thành nguyện vọng của thiên hơn, để cho Tư Mãnh tập hợp thượng cổ chư đế khai chiến với các vị thần vương, mượn tay Tư Mãnh hoàn thành kế hoạch của hắn. Cái tên thiên này đúng là không phải giả hoạt bình thường mà. Trung Nhạc tán thưởng, trừ bỏ những thần vương kia với Trung Nhạc mà nói cũng là việc tốt. Duy nhất không tốt có lẽ là thiên định tiếp tay khống chế những thần vương hồi sinh kia. Những thần vương này nếu đều bị thiên khống chế thì chính là phiền phức lớn. Chỉ làm tuy biết rõ mưu đồ của thiên, thế nhưng Trung Nhạc cũng không làm gì được. Thượng cổ chư đế và các thần vương khai chiến là việc chắc chắn sẽ phải xảy ra. Thượng cổ chư đế đã già, để không bị thần vương nuốt chửng, họ buộc phải nhân lúc mình còn sức mà cố gắng phản kháng, giết được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Những thần vương kia cũng sẽ không để cho thượng cổ chư đế được toại nguyện. Họ cũng sẽ nhân cơ hội giết thượng cổ chư đế, hưởng những con cá to mà họ đã nuôi bao lâu nay. Trận đấu này là việc chắc chắn sẽ phải xảy ra. Nhưng Trung Nhạc lại nhìn xa hơn, trận chiến thượng cổ chư đế và thần vương không chỉ liên quan tới một bên nuôi cá mà còn tới những kẻ đáng sợ hơn đứng ở đằng sau nữa. Ví dụ như Đại Tư Mãnh, chắc chắn hắn sẽ bắt đầu xử lý những thần vương phản bội hắn. Ví dụ như những thần vương đáng sợ như Hắc Đế, Bạch Đế, thậm chí còn những người trong đạo giới cũng nhúng tay vào cũng là biến số chưa biết được. Còn cả Mục Tiên Thiên, nếu các thần vương bị trừ bỏ, trở ngại lớn nhất để nàng ta thống trị vũ trụ cổ cũng được loại trừ, nàng ta sẽ yên ổn ngồi ở Tử Vi hay sao? Loạn thế sắp tới rồi. Đế triều Tiên Thiên Lịch 260 năm có Phục Khí làm loạn, khởi binh ở Ba La lục đạo giới, cấu kết với loạn đảng, bình định 3000 lục đạo giới, chém giới đế không phục tùng, giết đế triều chư hầu, giới chủ, chém hàng ngàn vạn thần ma, thây chất đầy thành tinh cầu, triều dã chấn kinh. Tiên Thiên Đại Đế hạ lệnh cho Thiên Thừa Tướng dẹp loạn, Thiên Thừa Tướng lãnh chỉ dẫn binh chiến đấu tại thần thành thứ tư, thất bại, xin Thiên Đế phái viện binh tới.
đại đế không cho phép giáng chỉ trách tội thiên thừa tướng xuất binh bất lợi, giáng từ thừa tướng xuống thái tử Thái Bảo, lệnh thừa tướng về thiên đình trao trả chức vị, đế sử tới tiếp quản đại quân thừa tướng. Thế nhưng đế sứ hạ giới thì bị giặc chém chết trên đường. Thiên đế phái liền 12 đế sứ, trên đường gặp loạn đảng, cả 12 đế sứ đều bỏ mạng. Thiên thừa tướng dâng thư lên triều đình. Vũ trụ cổ là nơi man di, phỉ khấu bốn bề, thần e rời khỏi đây tặc khấu sẽ lại tạo phán, phải lao tâm khổ tứ chân thủ chân áp. Thần mong bệ hạ rời gót ngọc, ngự giá thân chính, khẩn cầu cầu dập đầu chức cống. Thiên đế đại nộ, trên triều đường quát lớn: phỉ tặc quá coi thường chấm rồi. Thế là phẫn nộ khởi binh, ngự giá thân chinh bị tặc khấu chặn tại thần thành thứ 9, không thể vào trong vũ trụ cổ được. Thừa tướng lại tế báo: lão thần vô năng, tặc khấu công phá thần thành thứ 9, giờ thần thành đã đổi chủ, bệ hạ đừng lo lắng, lão thần cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ đoạt lại thần thành. Thiên đế biểu dương khen ngợi một hồi: ái khanh đã vất vả rồi, trung can nghĩa dũng vì giang sơn xã tắc của chấm. Chấm vì nộ hỏa công tâm đoạt quan vị của thừa tướng, giờ quan phục nguyên chức, vẫn thống lĩnh vũ trụ cổ chấn áp man di. Thừa tướng lĩnh chỉ, từ xa mà tạ ơn, văn võ toàn triều tán thưởng thừa tướng trung nghĩa. Không lâu sau, tin vui lại truyền tới: thừa tướng thống lĩnh đại quân công phá tặc khấu, đoạt lại được thần thành thứ 9. Thiên đình dẫn đại quân tới, thần thành thứ 9 lại tuyên bố thất thủ, bị tặc khấu đoạt đi. Thiên binh thiên tướng vẫn không thể vào vũ trụ cổ, thiên quân và tặc khấu ác chiến liên miên, đánh chiến trận không thắng, ngược lại lại bị tổn thất vô số thiên binh thiên tướng, đại bại mà trở về. Lão gian tặc ức kiếp chấm quá đáng mà. Thiên đế phẫn nộ chỉ bới, có đại thần nhắc nhở: bệ hạ, làm loạn là nữ tử, nghe nói là phục khi dư nghiệt, cầu kết một đám thượng cổ đại đế và những kẻ cùng hung cực ác kia. Còn có tiền triều loạn đáng, không phải chỉ có lão gian tặc. Thiên thừa tướng trung nghĩa, chi bằng cấp thêm binh mã. Thiên đế đại nộ, hạ lệnh kéo vị triều thần nắm mồm này ra ngoài đánh 30 trượng. Văn võ bá quan sợ hãi, không dám nói thêm. Sau chuyện này, thiên đế cũng từ bỏ ý định ngự giá thân chinh, chỉ lệnh cho Lung Điệt nữ đế phòng thủ, phục tương quan, đợi biến số từ vũ trụ cổ. Chúa công, chúng ta làm vậy không tốt lắm thì phải. Tại thần thành thứ 9, Phù Lê cảm giác đau đầu, đại quân thiên đình xâm nhập chính là Trung Nhạc cùng Táng Linh, Kim Mô, Huyền Kỳ tự bố trận phòng thủ, giết thiên binh thiên tướng, máu chảy thành sông thì mới chặn được đại quân của thiên đình. Cho dù là tứ ngự đế đích thân truyền tống tới phục tương quan thì cũng bị đánh trở về. Tứ ngự đế cũng suýt nữa đã mất mạng ở bên trong loạn quân. Chỉ là Trung Nhạc nó là phỉ tặc đoạt mất thần thành, đùn việc giết hại đại quân thiên đình lên cho đầu Tư Mệnh, Phủ Lê liền dùng mình. Chúng ta ở đây ngăn chặn thiên đế, chỉ còn thiếu nước công khai tạo phán, nàng ta nhẫn nhịn được không đấy? Không nhịn được thì làm gì được ta đấy? Trung Nhạc cười nói, nàng ta không thể không nhịn, ta không nhường đường thì nàng ta chỉ có thể đi thiên hoàng đế đạo. Dám đi thiên hoàng đế đạo, toàn bộ thần vương trong thiên hạ sẽ phản lại nàng ta, thậm chí ngay cả thiên cũng phán. Con đường đó là cho thiên hoàng đế đi, không phải dành cho thiên tử. Huyền Kỳ nhị đế, các ngươi phòng thủ ở đây, nhưng có động tĩnh bọn ta sẽ tới chi viện ngay. Huyền Kỳ nhị đế lãnh mệnh cùng Phủ Lê trấn thủ thần thành thứ 9. Kim Ô thần đế lên tiếng, Tư Mệnh làm loạn 3000 lục đạo giới, giờ còn chưa dẹp hết thần vương ẩn cư ở lục đạo giới, người báo tình hình chiến sự sai chắc chắn không qua mắt được Mục Tiên Thiên đâu. Mấy năm nay tin thần thành thứ 4, thứ 9 thất thủ đều là Trung Nhạc báo bừa quân tình, thậm chí những đế sứ kia đều là Trung Nhạc lệnh cho Phủ Lê, Phủ Liệt đóng giả phỉ tặc chặn đường giết chết. Nếu việc này bại lộ thì chính là công khai tạo phản. Trung Nhạc nói, Mục Tiên Thiên giờ vẫn chưa dám trở mặt với ta đâu. Thần đế, ta muốn tới Thương Cốc một chuyến, hỏi hỗn độn một vài chuyện, không biết có được hay không. Tại Thương Cốc Điếu Ngao Đài, Trung Nhạc đích thân làm mồi nhử biến thành đại nhật, Kim Ô thần đế cầm cần câu câu hỗn độn ở hỗn độn hỏa hải. Chỉ thấy hỗn độn hỏa ở dưới biển cuộn trào, có thần ngao bơi trong hỗn độn nuốt chửng mặt trời xung quanh. Đột nhiên có thủ lĩnh hỗn độn sinh linh bơi tới, từ từ há mồm nuốt mặt trời mà Trung Nhạc biến thành. Kim Ô thần đế vội vàng rút cần câu lên câu con hỗn độn kia lên. Con hỗn độn đó rời khỏi hỗn độn hỏa hải, đột nhiên há mồm nhả ra Trung Nhạc rồi rơi xuống biển. Trung Nhạc hét lớn một tiếng, thân hình lớn dần, cầm con hỗn độn đó lên, nhún người nhảy lên Điếu Ngao Đài. Kim Ô thần đế nhìn hắn, cả hai đều vui vẻ. Trung Sơn Thí, người đã có được đạo đổ chân lưng ta, tại sao còn tới làm phiền ta vậy?
Còn hỗn độn đó lắc đầu, chán nản nói. Trung Nhạc cúi người thi lễ cười. Làm phiền các hạ, ta cũng rất áy náy, nhưng ta vẫn còn điều chưa hiểu. Đạo huynh biết chuyện xưa, cũng biết chuyện ở tương lai, khẩn mong đạo huynh giải đáp cho ta. Còn hỗn độn kia cười nói. Đại toại cho ta con mắt, hạo dịch cho ta con mắt, phục mân đạo tôn cho ta đôi tay. Giờ ta còn chưa có mũi, nếu ngươi tạo được mũi cho ta, thì ta sẽ cho ngươi biết những điều ta biết kìa. Trung Nhạc nhìn vào mắt Kim Ô Thần Đế nói. Ta muốn hỏi không phải quá khứ tương lai, mà là sao huyệt của những vị thần vương kia. Ngươi có thể cho ta biết hay không? Còn hỗn độn kia nói. Ta bơi qua lại trong thời gian vô tận của quá khứ tương lai, trải qua thời gian vô cùng của các ngươi, mọi việc ta đều hiểu cả. Thất khiếu của ta đã mở ngũ khiếu, còn hai cái chưa mở. Ngươi giúp ta mở hai khiếu ra, ta sẽ cho ngươi biết những gì ta thấy ở hỗn độn. Trung Nhạc tế tiên thiên thần đao, tiến lại khắc cho nó một cái mũi. Hắn cười nói. Muốn tạo ra mũi cũng không phải là dễ dàng, phải mở ra được hỗn độn chi năng trước, cũng may ta đã có kinh nghiệm. Kim Ô Thần Đế không khỏi thầm thở phào thay cho con hỗn độn kia. Trung Nhạc nói hắn có kinh nghiệm, có lẽ là kinh nghiệm mở ra hỗn độn trong não, diễn biến đạo nhất biết cảnh hay sao. Nhưng hỗn độn trong não và hỗn độn khai khiếu khác nhau. Sinh linh khi chưa phải luyện khí sĩ, hỗn độn trong não là một loại ví dụ, đại diện cho sự mơ hồ. Khi đánh tan hỗn độn là tương đương với sự phá vỡ, mơ hồ gặp chân thần. Giờ Trung Nhạc sắp động đao là muốn tạo mũi trên mặt hỗn độn. Hỗn độn vô hình vô thái, giống sinh linh thế nhưng không phải sinh linh, giống khí mà không phải khí, giống vật chất mà không phải vật chất, giống như có ý thức nhưng lại không có ý thức. Hỗn độn dung nạp vạn vật, quy hóa vạn vật, diễn hóa vạn vật đều tới từ hỗn độn. Muốn tạo hình cho nó thì phải có trí tuệ, sức mạnh và thần thông cực lớn, có thể nói là khả năng khai thiên lập địa, diễn hóa hỗn độn khí thành thiên địa, phân khai trong đục, diễn hóa âm dương, lập ngũ hành, khai bát hoang thì mới có thể đánh tan hỗn độn khí. Nếu không đừng nói hỗn độn khai khiếu, chỉ e ngay một dấu vết cũng không thể để lại. Đại toại, hạo dịch đế và phục mân đạo tôn có bản lĩnh này, Trung Nhạc cũng làm được điều đó hay sao? Kim Ô Thần Đế khẽ lắc đầu, hắn không đánh giá cao Trung Nhạc. Khai khiếu cho hỗn độn, hắn cũng không có khả năng này. Tuy hắn là tiên thiên thần thành đế, lĩnh ngộ dương cực âm sinh, làm được âm dương như một, nhưng tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát hoang thì hắn lại không có khả năng. Trung Nhạc cầm đao, đứng trước sinh vật hỗn độn khổng lồ, đao quang lấp lánh, cắt xuống mặt của hỗn độn. Đao quang khẽ rung lên, là các tòa tiên thiên bất quá hiện ra, bên trong chứa thần ma thái cực, âm dương tứ tượng, tách hỗn độn khí ra, biến thành các tiểu vũ trụ. Trong vũ trụ đó có vô số ngôi sao, không gian là vũ, thời gian là trụ, vũ thanh trụ quang lưu chuyển không ngừng. Trung Nhạc vung đao, mũi đao bay lượn lên trên mặt của hỗn độn, các tiểu vũ trụ không ngừng sinh ra, biến thành các quả cầu nhỏ liền bay đi. Kim Ô Thần Đế nhìn mà chố mắt, trong lòng tán thưởng. Hắn cũng là đại đế, hơn nữa còn là tiên thiên thần thánh, nhưng bản lĩnh này của Trung Nhạc khiến hắn phải tự xấu hổ không bằng. Tiên thiên bắt khoái của Trung Nhạc bên trong chứa càn khôn, tự khoe có kinh nghiệm cũng không phải nói bừa. Đạo nhất bí cảnh của hắn vốn chính là hắn tạo ra căn cứ vào cấu tạo của vũ trụ cổ. Mỗi một đao chém xuống đều biến hỗn độn khí thành một tiểu vũ trụ, hóa giải hỗn độn khí, tạo nên mũi trên gương mặt của hỗn độn. Các mũi đao chém xuống, lương khiếu hiện ra. Một lúc sau, Trung Nhạc liền thu đao lại. Chỉ thấy các tiểu vũ trụ nhỏ bay lên, dần bay đi xa, được ánh sáng của hỗn độn hỏa hải chiếu rọi, vô cùng mỹ lệ. Hỗn độn, giờ thất khiếu của ngươi đã có rồi, có thể nhìn, có thể nghe, có thể ngửi, cũng có thể nếm mùi vị, tâm nguyện đã thành, có thể nói ra nơi sinh ra các thần vương đó rồi chứ. Trung Nhạc thở phào, liền cười hỏi, còn hỗn độn kia được hắn khắc mũi, dùng lực ngửi, rất hài lòng cười cười. Đúng là kỳ diệu, giờ ta biết mùi rồi. Ngươi muốn biết nơi các thần vương sinh ra ở đâu sao? Để ta nói cho ngươi biết. Ồ, đợi đã nào. Con hỗn độn đột nhiên khựng lại, đứng đờ ở đó há hốc mồm, trợn ngược mắt, dường như bỗng cảm nhận được một thứ huyền diệu nào đấy. Lạ thật, lạ quá mà. Ta cảm giác được ta trở về rồi. Con hỗn độn đó kêu lên, không còn hình thái của hỗn độn thần ngao nữa, nhục thân biến đổi. Các luồng khí tức khủng khiếp bùng phát, uy năng khủng bố xung kích bốn phương tám hướng, đánh bay Trung Nhạc và Kim Ô Thần Đế. Trung Nhạc và Kim Ô Thần Đế đại kinh, uy năng phát ra từ con hỗn độn kia quả thực là khủng bố. Cho dù họ là đế cấp thực lực cường đại, nhưng vẫn bị khí thế của hỗn độn đánh bay đi không chút khả năng phản kháng. Tiếng kêu kinh thiên động địa của con hỗn độn vang lên, trong tiếng kêu đó chứa khoái ý vô tận. Nó cười ha hả. Bỗng một ngày phá tan hỗn độn,
đến nay mới biết ta là ta. Ta trở về rồi, cuối cùng ta cũng trở về rồi. Ha 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 ha. Răng rắc một tiếng, điếu ngao đài khổng lồ bắt đầu sụp đổ tan rã, biến thành hư vô, chỉ còn lại một thân ảnh khổng lồ đang rực cháy. Ta trở lại rồi. Ha 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 ha. Các người không thể chấn áp được ta nữa rồi, cuối cùng ta cũng trở lại rồi. Trong hỗn độn thần hỏa rực cháy, hỗn độn khí quanh người hỗn độn đang chuyển biến nhanh chóng, từ hỗn độn hóa thành huyết nhục. Ánh sáng rực sáng khiến cho hắn giống như được tạo thành từ ánh sáng thuần túy vậy. Các người chấn áp không nổi ta, ta đã trở lại rồi, lại là ta rồi. Trong ánh sáng rực cháy, khí tức của sinh linh mà con hỗn độn đó biến thành càng ngày càng khủng bố, chấn động cả thương cốc, khiến cho cây phủ tang lay động, vô số mặt trời bay quanh phủ tang thần thụ bị khí thế của hắn thổi bay. Khí tức của hắn càng ngày càng bạo liệt, càng ngày càng bá đạo, khủng bố, bóp méo cả thời gian, không gian. Khóe mắt của Kim Ô Thần Đế co giật, lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc chúng ta đã làm gì vậy?" Trung Nhạc cũng kinh hãi, lẩm bẩm: "Chúng ta chỉ tạo mũi cho hắn thôi mà." Dưới phủ tang thần thụ, hỗn độn hòa hải trào dâng, vô vàn con hỗn độn nổi lên. Thần ngao khổng lồ giơ tay gọi con hỗn độn đang hóa hình: "Trở về, trở về! Thế gian quá ô uế, làm vấy bẩn đạo hạnh, đạo tâm của ngươi, mau mau trở về." "Ta khai khiếu rồi, sẽ không trở lại nữa đâu." Con hỗn độn trong ánh sáng rực rỡ đó cuối cùng biến thành một sinh linh vĩ đại, tiếng nói chấn động thiên địa: "Các người cứ tiếp tục mơ hồ, không hiểu thị phi đi, ta đi đây." Trung Nhạc vội vàng gọi lớn: "Hỗn độn, khoan đã nào, ngươi còn chưa cho ta biết nơi các thần vương sinh ra ở đâu, lẽ nào ngươi định nuốt lời sao?" Uỳnh uỳnh. Không gian chấn động kịch liệt, ánh sáng đột nhiên tới trước mặt Trung Nhạc. Thần quang phản chiếu ra mọi thứ của Trung Nhạc. Thần nhãn trên mi tâm của hắn mở ra, khởi động Tam Mục Thiên Đồng nhìn vào ánh sáng. Ánh mắt hắn xuyên qua từng tầng thần quang, nhưng ánh sáng đó giống như không gian vô cùng vô tận. Hắn mãi không thể nhìn được tướng mạo của thân ảnh bên trong kia. "Ta nuốt lời rồi." Sinh linh bên trong ánh sáng cười sảng khoái: "Lần đó ta vì nuốt lời mà bị biến thành hỗn độn, chấn áp trong hỗn độn. Giờ ta lại nuốt lời, Trung Sơn Thị, ta sẽ không cho ngươi biết đâu. Sau này ngươi sẽ tự hiểu, ta và ngươi có liên hệ sâu sắc với nhau. Ta đi đây." Trong tiếng động lớn, phù tăng thần thụ đột nhiên nhấc cả rễ, bị sinh linh trong ánh sáng kia nhấc lên bay vút đi. "Để lại thần thụ." Trung Nhạc vội đuổi theo, nhưng sinh linh đó đã biến thành đạo lưu quang bay mất. Tốc độ đó đến hắn cũng không đuổi kịp. "Thuyền cổ!" Trung Nhạc hét lớn, con thuyền cổ bay tới. Trung Nhạc lên thuyền, bảy quầng sáng sau đầu xoay chuyển điên cuồng, đồng thời Kim Ô Thần Đế cũng đáp lên thuyền. Hai vị đế cấp cùng lúc điều khiển con thuyền phá không lao đi. Tốc độ của con thuyền ngay lập tức đạt tới cực hạn, vô số không gian lướt qua. Nhưng sinh linh do hỗn độn biến thành kia thì càng ngày càng xa, căn bản là không đuổi kịp hắn. "Trung Sơn Thế, sau này ngươi sẽ có một trận tử kiếp, tất tử chi kiếp." Tiếng của sinh linh kỳ quái đó vọng lại, oanh kích lên bằng nhĩ của hai người. Lưu quang biến mất, tốc độ con thuyền cổ chậm dần, cuối cùng cũng dừng lại. Ở trên thuyền, hai người nhìn nhau, vẻ mặt đều có lộ ra sự lo lắng. "Rốt cuộc chúng ta đã thả ra ma vương gì từ trong hỗn độn ra đây?" Kim Ô Thần Đế lẩm bẩm: "Sao lại như vậy? Sinh vật hỗn độn đó lẽ nào lại là một vị đại đế hay sao? Hắn cướp linh căn của Kim Ô thị ta là có ý định gì đây?" "Đại đế sao?" Trung Nhạc bỗng chấn động kêu lên: "Ý ngươi là hắn cũng giống như chúng ta, đều là sinh linh trong vũ trụ, hơn nữa còn là một đế cấp hay sao?" "Chắc là một đại đế." Kim Ô Thần Đế sắc mặt hoang mang lên tiếng nói: "Vừa rồi ta phát hiện hắn ở trong lúc không để ý đã lộ ra một chút đế uy, nhưng hắn quá mạnh, che giấu được đế uy của hắn. Chắc hắn là một đại đế, không biết tại sao lại biến thành sinh vật hỗn độn. Ngươi mở cho hắn hai khiếu cuối cùng, khiến cho hắn đột nhiên thông minh, không còn mơ mơ hồ hồ, không còn là hỗn độn, tỉnh ngộ được nhiều thứ trước kia kìa." Mặt Trung Nhạc biến sắc, con hỗn độn đó dường như bị ai đó chấn áp, đầy vào hỗn độn. Đại Toại mở một khiếu cho hắn, Hạo Dịch Đế mở hai khiếu, Phục Môn Đạo Tôn mở hai khiếu, cộng thêm Trung Nhạc mở hai khiếu, thất khiếu đã mở ra, tai, mắt, thông minh, không còn là hỗn độn mà trở về bản ngã của mình. "Bị chấn áp trong hỗn độn là kẻ cùng hung cực ác đến mức nào? Chúng ta thả hắn ra ngoài đúng là không biết chuyện tốt hay xấu đấy." Kim Ô Thần Đế lo lắng vạn phần nói: "Hắn cướp mất phủ tang linh căn, thực sự hung ác,
chỉ e là một tên đại ma đầu. Rốt cuộc ai đã trấn áp hắn trong hỗn độn, biến thành sinh vật hỗn độn đây? Trung Nhạc nghi ngờ nói: Hắn không giết chúng ta, có lẽ chưa chắc đã là việc xấu. Hơn nữa, giờ thiên hạ đã đủ loạn rồi, giờ chẳng qua chỉ loạn thêm loạn thôi. Đạo lưu quang kia bay đi với tốc độ đáng sợ, chỉ nháy mắt xuyên qua chín thần thành, khiến cho Huyền Kỳ Nhị Đế, Phù Lê bọn họ căn bản không kịp phản ứng thì hắn đã biến mất. Tại phủ tương quan, Lung Điệt Lữ Đế cũng chỉ kịp thấy một dải sáng bay qua, căn bản không kịp phản ứng gì, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa hãi. Trong đạo ánh sáng đó rốt cuộc là quái vật gì đấy? Ánh sáng bay qua, đột nhiên trong tử vi tinh vực vọng ra tiếng chấn động dữ dội, nơi đó là lãnh địa của Hỗn Độn Thị. Hỗn Độn Thị không hề tham gia trận đế tranh, lão tổ tông của chủng tộc này không tranh chấp với thế gian, trước đây đều an phận ngủ trong lãnh địa của mình. Thế nhưng lúc này, Hỗn Độn Đế đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt lộ ra sự khó tin. Các quầng hỗn độn khí trào dâng chặn đường đạo lưu quang kia. Hỗn Độn Đế đứng trong hỗn độn khói cuồn cuộn, nhìn ánh sáng đấy, thần nhãn mở ra nhìn sinh linh bên trong ánh sáng, kinh ngạc mà kêu lên: Là ngươi? Không sai, là ta. Ánh sáng tan đi, một thân ảnh bước ra mỉm cười: Đạo huynh, ta trở lại rồi. Ngươi trở lại rồi sao? Hỗn Độn Đế không hiểu, lẩm bẩm nói: Sao có thể như vậy? Đúng rồi, ta hiểu rồi, thì ra là vậy. Mà ngươi quay lại làm gì? Đương nhiên là báo thù rồi. Thân ảnh đó mỉm cười lên tiếng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 320 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.